rồi và carbon mạch rồi ha. Rồi sau đó sẽ kiểm tra tất cả cái của nó đàng hoàng tử tế không, chứ bây giờ là cho dù tắt mỗi lần mình giặt không được mà sấy không xong luôn, nó không có hiển thị cho màn hình đây. Khởi động cái